Thưa quý vị và các bạn, Bình Tân là một trong những vùng chuyên canh rau màu lớn của tỉnh Vĩnh Long. Thế nhưng việc tiêu thụ nông sản phần lớn ở vùng chuyên canh này là thông qua thương lái hoặc các vựa thu mua rải rác mà chưa có một chợ đầu mối quy mô lớn tập trung. Hiện trung bình mỗi năm, nông dân huyện Bình Tân sản xuất khoảng 17.000 hecta màu các loại, cung ứng ra thị trường với sản lượng trên 400.000 tấn một năm. Trong đó, nhiều nhất là mặt hàng khoai lang và các loại rau màu khác như dưa hấu, dưa leo, bầu, bí, hành lá, đậu bắp. Phần lớn diện tích màu sau thu hoạch được bán cho các thương lái hoặc các vựa thu mua rải rác. Điều này dẫn đến sản xuất của nông dân dễ phụ thuộc thương lái về giá cả, đầu ra nông sản bấp bênh. Doanh nghiệp cũng khó có các hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn. Được sự quan tâm của tỉnh, huyện Bình Tân sẽ đầu tư hai bến tập kết hàng hóa nông sản với kinh phí trên 11 tỷ đồng. Hiện nay thì huyện Bình Tân được quy hoạch là hai bến tập kết hàng hóa tại thị trấn Tân Quế là quy mô khoảng là 6.000 mét vuông và tại thị xã Tân Thành thì 16.000 mét vuông với diện tích là thuận lợi cho đường thủy và đường bộ. Các công trình đang trong quá trình triển khai thực hiện. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp cũng như là đơn vị thu mua có mặt để lập tập kết hàng hóa, đóng gói sản xuất để vận chuyển hàng hóa. Với mong muốn thì sau khi bến tập kết hàng hóa được đi vào hoạt động thì sẽ thu hút các doanh nghiệp khai thác hiệu quả, góp phần là thuận lợi cho việc là thu mua hàng nông sản trên địa bàn huyện Bình Tân. Với lợi thế dùng nguyên liệu rau màu sẵn có, cùng với việc đầu tư hai bến tập kết hàng hóa sẽ giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản thuận lợi hơn, góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.